Hello anh em, xin chào anh em đến với kênh HD Game 76. Anh em đang tìm kiếm cách chơi lên đồ phù hiệu ngọc của vị tướng Company. Và theo yêu cầu của bạn Funny TV thì mình làm về clip Funny cho anh em xem nhé. Thì vào trong game thì mình đã tiêu diệt được vị tướng Violet của tên bạn nha anh em. Team mình nó tổ chức đi cướp bùa xanh, quay cướp bùa đỏ nhưng vay bùa xanh anh em. Nhưng mà thằng Violet nó vào trong đó để nó cứu bùa, không ngờ cứu bùa lại phải về nhà đếm số anh em ạ. Thế nó mới cay. Mình kêu bạn bò về đi nhưng mà bạn ấy vẫn còn ở trên đó, làm gì trên đó không biết, làm gì trên đó bù quấn luôn anh em ạ. Thằng này có vẻ là trâu bò là nó không chịu ngay. Đấy, mình chắc chắn thằng bò nó chết rồi anh em ạ. Bởi vì một vị tướng bò mà đi support mà lên đâu quấn một mình với bốn thằng thì chắc chắn là nó sẽ thịt ngay nó. Mình nói y cho mà. Làm gì trên đó vậy? Nên mình hỏi bạn thứ bạn làm cái gì trên đó cho nó thể thịt trên đó. Thế đây nhiều lúc là anh em thấy đi AD nhưng mà cầm thấy những vị tướng đi support rất là hũ báo cáo trồn anh em ạ. Mặc dù là bạn ấy có trâu thì trâu thật nhưng mà không có ý chết cha rồi. Ui dồi ôi, mình không để ý, mình vừa đứng mình nói thì bạn bò bạn họ bắn kia bắn giết được Aram anh em ạ. Nhưng mà không thể nào giết được, nó câu cho tem nó lên giết bạn thì khó chứ làm gì mà bạn giết được Aram dễ ăn quá. Này thì bạn bò cuối cùng là chắc lại là hết đường chạy rồi. Ui dồi ôi, tôi bị ông về từ sớm xa rồi còn đứng đó muốn lộn, cuối cùng kêu hết đường chạy. Ông ơi, ông hút lên chi, ông hút xuống thì ông chạy được chứ ai với ông hút lên một mình ông trên đó ông bao uống thằng nó sẽ thịt trong ra cho nó hết đường chạy. Thì nói về vị tướng Caffrey này thì anh em cũng phải hiểu được cái cách chơi nó nha, nó mới mạnh được. Đấy, nó đúng rồi, hay lắm anh ơi. Mình sẽ đổi dọn súng mình bán luôn nha anh em. Này chết ngay, vẫn là vì một vị tướng bò đã tăng cơ cho mình rất tốt trong trụ nha anh em. Đấy, bật cái bùa đỏ này. Ôi xùi, thôi con ngờ rung qua rồi anh em ạ. Chết. Lưu nhắc. Đây vẫn có thằng chết nha anh em, vẫn có thằng chết. Pha này thì mình vẫn giết được vị tướng Amelie của team bạn. Thế thì cũng đổi mạng không có gì phải xoán hết anh em ạ. Đầu tiên thì về build đồ và cái phù hiệu thì mình có để dưới cái màn hình cho anh em xem. Về cái bản ngọc thì mình có để ở cái phần anh em dùng bản ngọc sát thương chí mạng cho mình. Mà bản ngọc mình có ghi rõ ở dưới phần comment và phần mô tả của video nha anh em. Thì anh em xem thì anh em cứ lên theo. Nói về chất tướng của vị tướng Caffeny này thì Caffeny thì nó sẽ có cái nội tại đó là nó không phụ thuộc vào cái tốc đánh của vị tướng Caffeny. Bởi vì tốc đánh của Caffeny rất là nhanh rồi anh em ạ. Nên là khi mà anh em dùng có lên những cái bản đồ, cái build đồ hay là những cái viên ngọc mà có sử dụng tốc đánh đó, thì nó sẽ tất cả nó sẽ chuyển qua công vật lý cho vị tướng Caffeny. Đó là cái nội tại của vị tướng Caffeny nha anh em. Đối với chiêu mộ của vị tướng Caffeny thì nó sẽ có hai cơ chế bán, đó là cơ chế bán đoạn đại liên và cơ chế bán đoạn đại bác. Thì cái cơ chế này thì anh em sẽ chuyển đổi hai súng với nhau, anh em bấm vô thì nó sẽ chuyển thành súng đại bác, bấm vô nữa thì nó sẽ chuyển ngược lại thành súng đại liên. Về súng đại liên thì anh em sẽ di chuyển nó nhanh hơn và nó bắn sẽ nhanh hơn nha anh em. Súng đại bác thì nó sẽ súng đại bác thì nó sẽ bắn xa hơn nhưng mà tốc độ di chuyển nó sẽ chậm hơn. Sát thương thì nó giống y, nhưng sát thương thì nó to hơn nhưng mà nó bắn chậm hơn. Này mình sẽ giết được vị tướng Violet nha anh em. Này một mạng Violet, tiếp tục là tới vị tướng Aram của team bạn. Aram của team bạn nó sẽ không chạy thoát khỏi tay mình đâu anh em ạ. Chạy đâu cho thoát, chạy đâu hết con sao rồi, chết ngay anh em ạ. Thì giai đoạn đầu game thì anh em cứ dùng cái súng đại liên anh em bắn nha. Rồi cái chiêu 2 là cái chiêu tăng tốc của vị tướng Caffeny. Chiêu 2 này nếu mà anh em dùng ở trong cái trạng thái mà đại liên thì nó sẽ tăng tốc chạy cho vị tướng Caffeny. Còn ở trong cái trạng thái mà đoạn đại boss thì nó sẽ lướt nha anh em. Rồi chiêu cuối thì anh em thấy rồi đó, mình mới bắn chiêu cuối đó thì nó sẽ xả sát thương theo hình nón. Vào giao tranh thì nếu mà anh em muốn đẩy lính nhanh thì anh em cứ dùng chiêu cuối đẩy lính nha. Bởi vì chiêu cuối vào trong giao tranh thì bắn theo nón rất là gây sát thương rất là rộng nhưng mà sát thương nó không được cao lắm anh em ạ. Về sát thương của vị tướng Caffeny chủ yếu là đến từ cái đòn đánh thường. Thì anh em nên để cái dọn súng đại liên để anh em bắn liên tục nha.
Và cái cách bắn của anh em như thế này nè, anh em sẽ dùng súng đại liên, anh em bắn liên tục vào mục tiêu. Sau khi mà mục tiêu gần hết máu thì anh em nhanh tay là bấm qua cái dọn đại bác để anh em kết thúc mục tiêu. Sau đó anh em dùng chiêu 2 anh em lướt và anh em tháng bắn thêm một cái súng đại bác nữa để nó kết thúc tiếp mục tiêu nữa. Rồi sau đó là anh em sẽ đó, anh em thấy không, đây mình sẽ lướt. Ui dùi, mình kêu mình lướt lên cái cuối cùng là phải nằm im ru luôn anh em ạ. Lướt mình kêu là một mình lưới búa là một mình căng luôn á anh em ạ. Nhưng mà không được rồi nè, bằng lưới búa này vẫn chưa có thể căng được, bởi vì lưới búa nó chưa có xanh sâu lắm. Triệu Văn này cũng chết luôn rồi. Nằm im ru, mình giết được 6 mạng rồi nè. Hồi nãy thì mình dùng skill bị sai nha nè. Anh em lưu ý là khi mình dùng cái chiêu 2 mà có cái dẫn súng đầy bót á thì anh em lướt theo cái hướng nha. Hồi nãy là mình tiện tay mình lướt luôn, nên là cuối cùng là nó lướt vào giữa đội hình team bạn và cuối cùng mình phải lên bạn đếm số. Đấy, bây giờ mình sẽ đẩy cái đường này. Này làm gì vậy? Iron này là không có cửa đâu, mình bật tốc chạy mình chơi luôn nha nè. Quất luôn phô máu luôn đi anh em ơi. Đấy, nhưng mà không được kìa anh em ơi. À, team bạn có vị tướng Butterfly Kim Ngư thần nữ rất là đẹp đúng không anh em? Đây một mạng nè. Mình nhanh tay mình đẩu qua đại bác bán luôn. Đấy, đại liên bán tiếp hai mạng này nó chấm dứt luôn vị tướng Butter của bạn. À, Aron. Ui giời, anh ơi, anh chạy đâu thì thoát anh ơi. Trời, mình sẽ dừng bán nha nè. Ý, ba mạng ngay. Đó, ba mạng tiếp tục, mạng nào nữa không? Có thằng nào ra nữa mình làm qua ghi luôn cho nó phê nè. Thì vì tướng cà phê đi này ăn mega kill cũng rất là dễ, nếu mà anh em xanh so anh em cứ bán mà anh em cứ ăn mega kill thôi anh em ạ. Nó đánh rất là ý sao bò lại chung dịch trụ. Ui dùi ui, tự nhiên bây giờ mình sẽ lui nha nè, lui bởi vì vị tướng Eron của team bạn nó ra nó quýnh mình rồi kìa. Ê thôi con rồi anh em ạ. Rồi nó búa trúng luôn rồi, bắt tóc chạy thôi anh em. Ui không được rồi, chết ngay rồi anh em ạ. Thằng này thì mình không thể chạy được bởi vì sát thương đến từ vị trí của vị tướng Lilina quá là lớn đi, mình không thể nào mà căng được cái pha đó. AD mà làm sao mà khi mình xanh sao lên mình có cái cung hút máu rồi thì mình sẽ căng được, nhưng mà hiện tại thì mình chưa căng được bởi vì vị tướng Lilina nó dứt điểm nhanh quá, chưa thể căng được nha nè. Rồi mình hồi sinh rồi, bây giờ mình sẽ ra mình giết vị tướng ôi dù Aram nè, Lily nè, quá trời mà đây luôn anh em ạ. Đây sát thủ tới đây, sát thủ cầm súng tới đây nè, đây dí luôn hàng này anh em. Mày hả mày, quất luôn con máu luôn. Một thằng nè, tiếp tục là bán công ty nè. Có thằng nào ra đây nữa không? À ui dù ui, bị quả cầu nó dí kìa anh em ạ, lo té ngay. Thế em Violet nó ăn cái trụ kìa, quýnh Violet đi. Trời ơi, đừng để nó thoát. Đúng rồi, giết nó. Hay lắm anh em ạ. Nhưng cái trụ mình còn tím máu nữa. May là cái Violet này nó chưa đập được cái trụ. Không, nó đập được cái trụ thì nó lấy đường siêu cấp. Rồi lính nó sẽ to lên, khó, rất là khó đẩy đường nha nè. Rồi, vậy mình sẽ nói về cách chơi. Cái anh em thì nãy mình có nói rồi đó. Cách chơi thì anh em cứ dùng súng đại liên để anh em bán. Ý, ôi trời ơi, ôi trời ơi. Đây, giết được nha anh em, chơi được đó, một mạng nè, chấm dứt ngay, ui, quả cầu nó giết ra, ui, xem chết luôn anh em ạ. Bật tóc chạy thôi anh em ạ, mình sẽ bán, mình hút máu lại nha anh em, bởi vì cái bản ngọc của mình có ít phần trăm hút máu. Đây, mình bán ulti, thằng nào ra đây, mình bắn ulti, đấy, ulti để mình câu sát thương thêm bạn nha anh em. Cái trụ dưới này mình xuống mình đẩy luôn, team mình nó đang combat trong cái bùa xanh của team bạn. Nhưng mà mình không dám lên anh em ạ. Chờ team bạn nó xuống dưới đây rồi mình giết luôn một thể. Đấy. Bây giờ là Caffeine giết 10 mạng rồi, chết 4 mạng, giết nửa team rồi anh em ạ. Khá là sần sao. Caffeine mà cuối game rồi thì bạn cũng khá là ráp anh em. Đây giờ mình lên nè, giết nè. Hãy xem Caffeine là một lần duy nhất cho anh em xem nè. Ui nó dính kìa. Một mạng. Ui giời, không được rồi. Mình tưởng nó pha đó mình KS được cái mạng của Violet nhưng mà không được rồi anh em ạ. Đây, mình cứ đứng sau mình xả sát thương nha nè. Đủ dẫn súng này mình bán này đấy, bó đậu cho vị tướng Crazy của team mình luôn. Rồi siêu việt, mình giết siêu việt rồi đó. Đấy, chạy đâu bạn ơi, mình ép lên rất là nhanh. Rồi anh ta thằng đi anh em ơi. Nếu team bạn nó
lỗ được 3 người rồi, nó chết 3 người rồi thì mình phải ăn tờ thần để kết thúc bán đấu nha. Chứ không anh em mà không ăn được tờ thần thì cò nhai miết rồi cuối game dùng violet nó xanh lên nó bán không ai chịu nổi đâu anh em ạ. Rừng mình nó rất là phế. Ý, đừng có để nó cướp anh ơi, đúng rồi. Ôi xui, đừng có nói nó cướp nha. À, hay quá, mình đã giết được vị tướng, mình giết được tờ thần này, một mạng này. Đấy, tiếp tục là thấy thằng này nè. Hai mạng này. Chọt một phát nó chết luôn nè. Tới giết luôn ba mạng nè. À, này thì như cục thịt thôi em ạ. Đấy, giết luôn, quất luôn, khô máu luôn anh em. Lên xong lên, tôi kiếm cái mega kill coi. Qua kill rồi đó, giết luôn, chạy. Ui, chạy hả mày, ra đây. Ui dùi ui, búp tơ kìa. Không ra đây, mình kiếm cái mega đây mà. Rất là tiếc. Nào, anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đây, búp tơ ra rồi kìa. Nhưng mà pha này thì nếu mà giết được nó thì vẫn chưa được mega kill đâu anh em ạ. Mega kill thì nó phải liên tục giết. Chứ đây nó thời gian hơi bị xa là chưa được mega kill đâu. Hai tòa thằng thì mình cũng ăn, người thì mình cũng giết, bùa thì mình cũng cướp, đường thì mình cũng đẩy. Thế này thì cũng cà phê ni làm xịt trơn. Gọi là ai, để huy chương ai anh em ạ. Và đó mình giết được qua kill nhưng vẫn chưa đẩy được cái trụ lính nào hết anh em ạ. Mình sẽ gây sát thương từ phía xa này nha anh em. Thì bạn thủ khá là rắc. Mình nó đang trói nên mình không bán nha anh em. Khi Arum nó trói team mình thì mình không nên bán Arum nha. Bán Arum thì team mình nó sẽ bị gây sát thương từ mình. Chính vì vậy nên là khi mà nó trói thì anh em đừng có bán. Bán là team mình nó chết đó. Anh em khi mà bán tầm xa thì anh em cứ để súng đề bót này anh em bán. Nhưng mà nó có nhược điểm là di chuyển nó chậm nha anh em. Khi mà bị dí thì anh em nhanh tay đổi qua súng đề liên, anh em bấm cái chiêu 2 chạy cho nó nhanh. Này thì lưu bố của team mình nó đang xông lên đứng sau này, mình sẽ xả sát thương nha anh em. Ui dù không có lính anh em ạ. Rất là khó đẩy lâu trụ luôn á. Pha này mình không có thể nào mà lo vào trong trụ được, lính thì không có. Turo thì nó cũng không dám vô, mà bây giờ vô cũng làm gì đâu. Nếu mà vô không có lính thì cũng chịu anh em ạ. Hai cái mùa này cái Phoenix nó mạnh là nó nhờ cái diệt thần cung đấy nha anh em. Diệt thần cung là rất là phù hợp đối với những vị tướng. Ê Turo vô làm gì vậy, nó bán chết sao đỏ mình vừa nói ngay luôn anh em ạ. Vừa mới nói xong là bằng ấy la lên bằng đi số rồi. Thế đấy, đôi lúc là mổ báo cáo trồn thì cũng không tốt cho sức khỏe nha anh em. Không tốt cho sức khỏe lắm. À, bây giờ mình làm sao để mình đẩy được nó. Đây, úi dùi, tên bạn nó tập trung game bắn chiêu cuối dính hạt trơn luôn. Ý, dễ chết quá vậy. À, hèn quá, bạn chưa chết nha nè. Bật cái cung lên mình bắn là ok luôn nè. Bật cái cung lên bắn là ok luôn, đúng rồi. Ý, rồi xong mình luôn rồi. Ta này chắc chắn là mình không sống được rồi nè mà. Cày thế nha. Lúc nào cũng bị vị tướng Eron dùng chiêu cuối đè vào đầu ấy ta. Giết 16 mạng rồi nè mà. Team mình nó vẫn chưa đẩy được đường trụ nào hết. Vẫn chưa win được. Thế có đau hay không nhá. Bây giờ là phút thứ 14 rồi nha. Bây giờ nó sẽ tờ thần nó sẽ biến mất và phút thứ 15 nó sẽ hiện ra một tờ thần mới có sức công kích mạnh liệt hơn nha nè. Cố gắng mình ăn được tờ thần mới á thì phút thứ 15 á, thì tỷ lệ win mình nó sẽ cao hơn một chút. Thì mình thì vì lướng liễu bố đi rừng nhưng mà cũng hơi thọt anh em ạ, hơi phế. Đánh không biết kiểu gì nhưng mà cứ căng 3, căng 4 cuối cùng căng đâu không thấy rồi nó làm thịt luôn. Cũng tiền gì tim nó không ấy. Thế mưa mệt chứ nhỉ. Tem ăn từ 16 mạng. Mình giết, tem ăn 31 mạng mà mình giết tới 16 mạng rồi. Mình giết nhiều như vậy là cũng không tốt rồi anh em ạ. Có hại cho sức khỏe lắm. Đấy, thì Triệu Văn nó chết luôn rồi. Bây giờ mình phải thủ nhà nó mới đau này chứ không lẽ là thua ván game này. Dễ thua lắm anh em ạ. Những cái ván game như thế này là dễ thua lắm nè. Khi mà ý đây có cung mà, có cung thì mình bán thôi, lướt lên mình bán thôi. Đây đó, tuy nhiên là vị tướng Triệu Văn chết thì cũng ảnh hưởng gì nhiều. Đấy, cơ bản là mình có chết hay không thôi. Nếu mình không chết là tên bạn nó vẫn vẫn toi đời hết. Đấy, mình ngay anh em ạ. Không ngờ là pha đó là team bạn nó lên nó lại bị sát thương của mình gây ra khá là nhiều. Cuối cùng là còn lại một mình Arum. Mình Arum thì mình vô mình xảy luôn, mình xảy luôn anh em ạ. Nó bò chết nhưng mà cái trụ này đổ xuống rồi win lượt anh em ạ. Team bạn còn khá là lâu mới ra. Mình đẩy luôn cái nhà nha anh em. Mình bấm vô mình đẩy nhà. Rồi chúc anh em xem clip vui vẻ. Anh em muốn chơi vị tướng nào anh em cứ comment dưới phần bình luận để mình làm cho anh em xem.
nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em nha.